Điều này đã được Thế Tôn, đã được Bờ La Hán, tôi đã được nghe. Thì các tỳ kheo với Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều, đó là an ổn và ẩn dật. Này các tỳ kheo, Như Lai ưa không làm hại, thích thú lại với Như Lai ấy. Này các tỳ kheo, ưa thích làm hại này, thích không làm hại này, tầm tứ này hành nhiều, với tự chỉ uy nghi này, ta không làm hại một ai, dầu là loại được. Này tỳ kheo, ẩn dật, thích thú ẩn với ai ấy. Này các tỳ kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật với Như Lai ấy. Tỳ kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật, tầm tứ này được hành trì nhiều, phàm có bất thiện gì đều được độ tận. Do vậy, này các tỳ kheo, các thầy hãy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các tỳ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, chúng ta không làm hại một loài động vật. Này các tỳ kheo, hãy an trú hân hoan trong ẩn vật, thích thú trong ẩn vật. Này các tỳ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong ẩn vật, thích thú trong ẩn vật, tầm tứ này sẽ được hành. Còn có gì bất tiện, còn có gì chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu? Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến Như Lai bậc giác ngộ, bậc có thể nhẫn nại những gì mà người khác không có thể nhẫn nại. Hai tầm tứ vị ấy hành trì và thực hiện, trước hết được nói đến là an ổn tầm tứ, thứ đến là ẩn dật, thứ hai được trình bày phá tan màn ám, đã đến bờ bên kia. Bậc đại sĩ đạt được quyền lực không lộ hoặc, đạt thân mạng tối hậu, trong ái diệt giải thoát. Vì ẩn sĩ như vậy chắc mang thân tối hậu, ta nói rằng vị ấy từ bỏ được kiêu mạn, thoát khỏi được già lão, đạt được bờ bên kia như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi đầu non, đưa mắt nhìn xung quanh, vườn chúng như mình, cũng dậy bậc thiện tuệ, leo lên lầu chánh pháp, biến nhãn không sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh, bị ưu tư sầu khổ, bị sanh già áp bức. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và con đã đọc xong và con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Phật Thà, ya Nam mô Tam Ma, ya Nam mô Sang Kha, ya kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Lão Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room, và con xin được đọc tập 38. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều, đó là an ổn và ẩn dật. Này các tỳ kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không làm hại với Như Lai ấy. Này các tỳ kheo, ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, tầm tứ này được hành trì nhiều, với cử chỉ uy nghi này, ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật.
Này các tỷ kheo, Như Lai ưa thích ẩn dật, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỷ kheo ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỷ kheo ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này. Tầm tứ này được hành trì nhiều, phàm có bất thiện gì thì đều được đoạn tận. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy hãy an trú, hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các tỷ kheo, với các thầy an trú, hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, chúng ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỷ kheo, hãy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật. Này các tỷ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Còn có gì bất thiện, còn có gì chưa đoạn tật, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu? Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Như Lai bậc giác ngộ, bậc có thể nhẫn nại những gì mà người khác không có thể nhẫn nại, hai tầm tứ ấy hành trì và thực hiện. Trước hết được nói đến là an ổn tầm tứ, thứ đến là ẩn dật, thứ hai được trình bày, phá tan màn hắc ám đã đến bờ bên kia. Bậc đại sĩ đạt được quyền lực không lầu hoặc, đạt thân mạng tối hậu trong ái diệt giải thoát. Vị ẩn sĩ như vậy chắc mang thân tối hậu, ta nói rằng vị ấy từ bỏ được kiêu mạn, thoát khỏi được già lão, đạt được bờ bên kia, đúng trên tảng đá, trên đỉnh núi đầu non, đưa mắt nhìn xung quanh. Quần chúng dưới chân mình cũng vậy, bậc thiền tuệ leo lên bầu chánh pháp, biến nhãn không sầu muộn, nhìn xuống đám quần xanh, bị ưu tư sầu khổ, bị sanh già ướp bức. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Nam Mô Phật Trời Gia, con vừa đọc xong phẩm 38. Phát Thánh Na xin được nhận lại mic cho Sít Nhật Thuyền. Kính mời Sít. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á. Cảm ơn Sích Giảng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu, và cảm ơn Sích Hoa Nguyệt cho được tín hiệu, và kính cảm ơn cô Tệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con một lần nữa thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, Thượng Tọa Pháp Tâm, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 38 La Mã. Nhật Bình kính cảm ơn Vinh Bát Tha Na Sức Trần Đạo cô nghe pháp đã hoan hỷ lên đọc bài. Và bây giờ thì con xin được khai mạc đạo tràng cung thỉnh pháp sư, trước khi chúng con được học bài 39 La Mã. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh nắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử,
Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như Anh được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, trước khi con thỉnh sư, con xin được đọc bài tiểu bộ kinh số 39 La Mã. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh đã cho bài học. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, cái này tiếp nối cái kia. Thế nào là hai? Hãy thấy ác là ác. Đây, thuyết pháp thứ nhất, sau khi thấy ác là ác, ở đây hãy nhàm chán, hãy từ bỏ, hãy thoát ly. Đây là thuyết pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, có hai loại thuyết pháp này của Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, cái này tiếp nối cái kia. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với Như Lai, Phật Đà, tự mẫn mọi chúng sanh, hãy thấy lời thuyết giảng tự pháp theo pháp, hai pháp được trình bày, một là hãy nhìn rõ, pháp ác là pháp ác, và chính tại ở đây, từ bỏ không tham đắm. Từ đây không tham đắm, hãy làm cho an tịnh mọi khổ đau phiền não. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawan Apiwa Demi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Sokhato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đặc lạc. Subhatipanno Phagavato Savakasangho Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, do đức lễ bái Tam Bảo một cách tôm tắt. Nguyện cầu mẫn Tam Bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch Chư Tăng, để theo thứ tự trình tự bài học thì hôm nay chúng ta học qua cái bài số 39, bài 39 La Mã.
Vừa rồi thì chúng ta đã nghe đọc phần chánh kinh. Sau đây chúng tôi sẽ lần lượt giảng ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong nội dung của bài này đó là Đức Phật ngài nói có hai cái điều mà ngài đã thuyết pháp. Một là hãy thấy cái điều ác là ác. Hai là hãy nhàm chán và từ bỏ và thoát ly những cái, hãy nhàm chán, từ bỏ, thoát ly. Thì đó là hai cái điều mà Đức Phật ngài dạy. Chúng ta thấy Đức Phật chánh đẳng chánh giác á, ngài xuất hiện ở đời đó, thì như trong kinh mô tả thì ngài mang lại cái hạnh phúc cho chư thiên và loài người, và điều đó được nhắc ở trong kinh Trường Bộ. Sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài đã tế độ được 5 anh em Kiều Trần Như, và ngài đã tế độ được 55 người giá xá cùng người bạn của giá xá. Bây giờ trên thế gian này có 60 vị A-la-hán tất cả. Lúc đó thì Phật ngài mới nói rằng: này chư tỳ kheo, các ngài hãy đi mỗi đường, mỗi người mỗi ngã, hãy vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, các thầy hãy đi mỗi người mỗi ngã. Đây là một trong những cái ý nghĩa thông điệp quần pháp mà Đức Phật ngài mong muốn cho tất cả chúng sinh. Nói chung thì khi nói đến chúng sinh á, thì bao gồm cả chư thiên và loài người, hãy được thấm nhuần theo lời dạy của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Đức Phật để chấm dứt khổ. Đó là điều mà Phật ngài mong muốn. Dạ, quý vị nghe lại không? Nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị, vừa rồi gặp trục trặc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng mong muốn rằng tế độ chúng sinh. Và qua đó thì ngài đã không ngừng nghỉ mệt mỏi trong con đường hoằng pháp của Đức Phật. Ngài cũng mong tất cả chúng sanh đều hưởng được cái sự qua những gì mà ngài được giảng dạy ở trong những cái bài pháp mà đời sau này các thời kỳ kiết tập trở thành tam tạng. Cũng như chúng ta thấy ở trong kinh đó, Đức Phật ngài nói Như Lai ra đời chỉ nói hai điều, đó là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Nêu lên sự khổ là nói đến khổ và tập đế, và chấm dứt sự khổ đó là diệt đế và đạo đế. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng khi mà ngài nói rằng cái này nó tiếp nối với cái kia, cái này tiếp nối với kia, thì ở đây có thể nói rằng do có cái này cho nên có cái kia. Đó tức là giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi. Bởi vì ngài muốn cho tất cả những chúng sinh, những ai có cái duyên lành, cũng như là những ai có trí, Đức Phật ngài nói rằng giáo pháp của Như Lai để dành cho những người trí. Những người trí ở đây được muốn nói là những người mà lãnh hội được lời dạy của ngài, tu tập và thực hành theo lời dạy của ngài, thì cái đó được gọi là người trí. Người đó được gọi là người trí. Cho nên khi mà nói đến cái giáo lý duyên khởi đó, đó có nghĩa là nó là một cái hệ thống nhân quả. Hệ thống nhân quả. Và do cái hệ thống nhân quả này đó
Thì do như vậy cho nên pháp này có thì pháp kia sẽ có. Ví dụ vô minh có thì hành có, hành có thì thức có, thức có thì danh sắc có, danh sắc có thì lục nhập có, lục nhập có thì xúc có, xúc có thì thọ có, thọ có thì ái có, ái có thì khổ có, và hữu có thì có thủ, ái có thủ rồi có hữu, hữu thì có sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não. Đó là một tiến trình sanh tử luân hồi của tất cả chúng sinh. Khi Đức Phật ngài nói về giáo lý duyên khởi thì sự thật ra đó, để cho chúng ta thấy rằng là đạo Phật không chấp nhận có một đấng sáng tạo ra bất cứ một sinh loại nào. Do vậy chúng ta thấy trong giáo lý duyên khởi phân làm nhiều cái hình thức khác nhau, hình thức khác nhau. Thí dụ như nói đến ba luân, tức bao gồm cả phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Khi nói đến phiền não luân á, thì vô minh, tham ái và chấp, đó là ba cái pháp đó tạo nên cái cấu uế và chất xúc tác tạo nên cái đời sống luân hồi. Đó là pháp cấu uế tạo nên đời sống luân hồi. Khi nói đến nghiệp luân thì bao gồm cả hành và hữu. Thì chúng sanh á, chúng ta nhìn chung á, đều bị chi phối bởi ba loại hành. Thí dụ như mình biết rằng á, là chúng ta tạo cái pháp bất thiện á, thì đương nhiên sẽ đưa đến cái quả khổ. Đương nhiên sẽ đưa đến quả khổ. Và nếu nói trong di diệu pháp, tức là sở hữu tư ở trong 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Sở hữu tư có mặt ở trong 12 tâm bất thiện, tức là cái sự chủ tâm của mình tác tạo thành nghiệp. Sở hữu tư đó là sự chủ tâm, chủ tâm tác tạo thành nghiệp. Và khi có chủ tâm tác tạo thành nghiệp như vậy thì sẽ nhận lấy cái quả khổ, mà ở đó ta gọi là phi phúc hành. Do phi phúc hành như vậy, tức là hành động bất thiện, cho nên tạo ra quả khổ mà chúng ta thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la. Bây giờ chúng ta nói đến phúc hành. Phúc hành tức là hành động thiện. Hành động thiện. Thường đó là chúng ta tu tập để mượn cái hành động thiện này để thoát ly. Hành động thiện để thoát ly. Chúng ta phải phân biệt được là hành động thiện mà ở trong cái hành động thiện đó nó đưa đến quả tái sanh ở trong các cái cõi lầm, tức là bảy các cái cõi dục giới vui trừ ra cõi khổ thôi, hay là các cái cõi dục sắc giới vui trừ ra cõi khổ thôi. Thì ở đây đó, phúc hành tức là chỉ cho sở hữu tư phối hợp với tám tâm đại thiện và năm tâm thiện sắc giới. Cho nên chúng ta thấy khi có kết quả đó, thì chúng ta sẽ được tái sanh lên cõi người, cõi trời, từ ở cõi người tứ thiên dương, đau lợi, ú sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại, hoặc là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, ba cõi tứ thiền, hoặc là bảy cõi ngũ thiền. Nói chung là như vậy. Thì từ ở trong các cái tầng thiền sắc giới này nè, chúng ta chủ tâm tác tạo bằng những cái nghiệp thiện khác nhau. Trong đó có bố thí, có trì giới, có thâm thiện, có cung kính phục vụ, có nghe pháp, có. Nói chung là các cái phước mà chúng ta tu tạo bằng những hành động thiện đó thì cho quả tái sanh về cõi đó. Nhưng mà thường là chúng ta cứ nghĩ là hành động thiện ấy, thì sẽ đưa đến quả lành. Không, cái này đó nó còn tùy thuộc vào cái tâm của mình, tùy thuộc vào cái tác ý của mình, tùy thuộc vào cái sự hiểu biết của mình. Ví dụ như mình tạo một cái phước lành gì đó mà mình mong cầu là để tái sanh cảnh giới này, cảnh giới nọ đó, thì rõ ràng cái nhân nó sẽ cho mình quả tái sanh ở các cái cảnh giới vui.
Còn nếu như một người cũng tạo cái phước lành, nhưng mà người ta nguyện rằng là do cái nhân hạnh lành này, do những cái hạnh lành này sẽ làm nhân để chấm dứt những cái phiền não. Chấm dứt phiền não, thí dụ như vô minh, tham ái và chấp thủ đó, chấm dứt cái đó. Thì khi chấm dứt những phiền não để đưa đến sự giải thoát, thì lúc đó nó, cái hành động thiện đó, nó không phải là hành động thiện mà gọi là phúc hành để đưa đến quả khổ lành. Mặc dù là chúng ta chưa có đủ cái duyên lành để đoạn tận phiền não, thì rõ ràng là chúng ta còn tái sanh, sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên là chúng ta còn tái sanh, sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta có một cái nguyện đó, là cho làm nhân để những cái hành lành, hành động lành, hành động thiện của chúng ta đó, những thiện của chúng ta trở thành một cái hành trang, trở thành cái pháp độ để chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, thì lúc đó nó không, không thể nói đó là một trong những cái thường là ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng là tạo được cái phúc lành thì đưa đến giải thoát, không thì cũng chưa đúng. Vì vậy cho nên chúng ta tạo cái phúc lành, nhưng mà do rằng chúng ta tác ý, chúng ta có nguyện, có chủ ý và có nguyện, thì cái hành động lành đó nó mới thật sự là đưa đến cái quả vị giải thoát ở trong tương lai, đoạn tận những phiền não. Còn cái bất động hành tức là chỉ cho sở hữu tư phối hợp với bốn tâm thiện vô sắc, bởi vì tái sanh ở cõi vô sắc đó, thì không có sắc, không có sắc. Do không có sắc thì không có cái mọi hoạt động của sắc quẩn, mà chỉ có mọi cái hoạt động của danh quẩn. Ở đây cho nên là các ngài gọi là bất động hành, tức là cái quả mà đưa đến cõi vô sắc. Thì nhìn chung do có hành cho nên có thức. Thức ở đây tức là chỉ cho cái thức tái sanh. Chúng tôi trở lại trong nội dung của cái bài kinh này, chứ sở dĩ chúng tôi nói dòng do như vậy đó là gì á, hiểu rằng cái này nó có cái kia, mà Đức Phật ngày dạy ở trong cái bài này, do có cái này tiếp nối với cái kia, có nghĩa là hả, vô minh có thì hành có, mà hành có thì thức có, tương tự như vậy. Do vậy chúng ta mới có là sanh lão tử sầu bi khổ u não, đó là quả luật, quả luật, quả luật. Do có vô minh tức là có phiền não luân, do có nghiệp luân tức là hành và hữu, bao gồm cả ba loại hành, hữu tức là sanh hữu và nghiệp hữu. Sanh hữu tức là chúng ta tái sanh trong bốn chủng loại, tức là sanh làm trứng, sanh trứng, ví dụ như là trứng trứng gà, trứng vịt, rồi trứng chim, hay là trứng con này con kia, vân vân. Rồi loài sanh ở nơi ẩm thấp, tức là loài cá, loài trùng, loài dế chẳng hạn. Rồi một loài sanh bằng thai sanh, tức là chỉ cho con người của chúng ta và một số sinh vật khác sinh bằng con. Rồi quá sanh tức là sự biến hóa, phần lớn là các vị chư thiên đều là sanh quá sanh, quá sanh. Thì ở đây đó là nói đến cái gọi là, cái gọi là sinh hữu tức là chỉ cho bốn chủng loại, còn nghiệp hữu tức là chúng ta tích tạo, chúng ta tích tạo cả nghiệp bất thiện hay là nghiệp bất thiện cũng vậy, chúng ta tích tạo, mà tích tạo cái đó làm cái điều kiện để cho chúng ta tái sanh. Thì bây giờ Đức Phật dạy ở đây đó là có hai điều mà Đức Phật ngài nói, ngài đã thuyết pháp, đó là hãy thấy điều ác, hãy thấy điều ác. Như thế nào được gọi là thấy điều ác? Xin thưa quý vị là cái ác mà ở trong nội dung bài kinh này, nó không chỉ đơn thuần là chỉ là hành động bất thiện là ác, từ thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện là ác đâu. Mà ác ở đây á, có nghĩa là chúng ta hiểu rằng cái tập khởi để tạo nên cái đời sống luân hồi này nữa, cái tập khởi của đời sống luân hồi. Cho nên khi nãy chúng tôi đã nói với quý vị là gì? Đức Phật dạy rằng là Như Lai ra đời chỉ dạy hai điều. Một là
nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Như vậy thì nêu lên sự khổ thì bao gồm cả tập đế và khổ đế. Cái khổ là quả của tập đế, quả của tập đế. Và ngài nói chấm dứt sự khổ tức là chỉ cho niết bàn, nhưng mà bao gồm luôn cả tập diệt, cả đạo đế, tức là phương pháp để thực hành đưa đến chấm dứt. Ở đây không phải là nhân quả, đạo đế và diệt đế không phải là nhân quả, khổ đế và tập đế đó là nhân quả. Tập đế là nhân, nhưng mà khổ đế là quả. Còn đạo đế không phải là nhân, bởi vì hả, nhân thì phải có quả, nhân thì phải có quả. Nhưng mà mình hiểu rằng đạo đế xem như là một phương pháp đưa đến chấm dứt khổ, điều kiện để đưa đến chấm dứt khổ, chứ không phải là nhân quả. Không phải nhân quả. Cho nên là đạo đế với diệt đế không phải là, đạo đế không phải là nhân, mà diệt đế không phải là quả. Mà nói nhân quả thì nó còn tương đối, nó còn tương đối, và nó còn đối đãi với nhau, còn đối giải nhau. Và do vậy đó thì cái điều kiện mà chúng ta thực hành, tức là điều kiện mà đưa đến chấm dứt khổ, đó là thực hành đạo đế, thì chúng ta mới chấm dứt khổ. Trở lại ở trong cái câu mà Đức Phật này dạy rằng hãy thấy cái điều ác. Thứ nhất á, cái ý nghĩa mà đơn thuần nhất đó là gì? Chúng ta làm điều gì cả thân khẩu ý chúng ta thấy cái điều đó là ác. Thí dụ như là thân sắc sanh trộm cắp tà hạnh, thí dụ vậy. Rồi khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, vân vân. Rồi ý ác tức là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Đó là chúng ta nói trên phương diện nhân quả thiện ác, tức là một người mà hãy thấy điều đó lại. Ví dụ như là một người tu của mình mà mình phải thấy điều trước nhất đó là mình thấy cái điều đó là ác. Bởi vì điều đó là sao? Thấy nào cũng đưa đến quả khổ. Nếu mà thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện và ý hành bất thiện như vậy đó thì sẽ đưa đến quả khổ. Quả khổ. Mà điều đó đó chúng ta thấy ở trong nhân quả hay trong nghiệp báo, lý nghiệp báo đó, thì rõ ràng là không sớm thì muộn. Có những cái loại nghiệp nó có thể trổ ngay trong đời sống hiện tại. Khi chúng ta tác đạo thì nó trổ ngay trong đời sống hiện tại liền. Ví dụ như là một người sát sanh thì họ bị một cái quả gì đó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại liền, thì họ phải đoản mạng liền, chứ không phải là đợi tới đời sau gì hết. Đời sau gì hết. Cho nên là có thể là cái quả đó nó trổ ra liền. Thì trong trong thanh tịnh đạo bảo đó, đó ngày Bố Tháp Cô Sáng ngày đó, đó là một trong những cái gọi là hiện báo nghiệp, tức là do chúng ta tác tạo trổ ra liền mà gọi là hiện báo nghiệp. Rồi cái thứ hai nữa đó là có khi đó là có những người đó là chúng ta tạo được ở trong đời sống của mình, nhưng mà mình cũng chẳng thấy có cái quả lành nào, quả an vui nào. Bởi vì cái nghiệp lành, cái nhân lành mà chúng ta tạo nó chưa đủ để chín mùi hay chưa đủ để trổ những cái quả lành liền. Thì mình khi mà mình tái sanh á, mình chết kiếp này á, thì mình không thấy cái gì hết. Ở hiện tại này mình không thấy cái quả nó đến với mình, cái quả bất thiện nó đến với mình, thì mình nghĩ rằng không có gì hết. Hay hoặc là mình tạo cái nghiệp lành cũng không thấy cái quả lành nó đến, mà mình cứ gặp lận đận hoài, gặp những chuyện này chuyện kia xảy đến liên tục. Thì chúng ta biết rằng là cái việc mà cái bây giờ mà chúng ta gặp lận đận bây giờ đó, thì có thể là quá khứ chúng ta đã tạo cái nghiệp bất thiện. Bây giờ cái đủ cái duyên lành, cái quả nó chín mùi thì tự động chúng ta nhận lấy cái quả ác, quả khổ lận đận qua. Mặc dù là hiện tại chúng ta đang tạo cái nghiệp lành nhưng mà nó chưa kịp để trổ quả. Tương tự như vậy, thí dụ như quý vị thấy rằng có những vị đó, người ta chứng đắc thiền, thì chứng đắc thiền thì ngay trong đời sống hiện tại họ không bị hoại thiền đấy,
thì họ được an lạc nội tâm. Rồi sau khi họ mệnh chung thì họ sẽ sanh về các cái cõi trời phạm thiên sắc giới, tùy vào cái thiền chứng của họ, thiền chứng của họ. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng có những cái nghiệp mà nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại, có những cái nghiệp mà nó trổ ra ngay trong đời sống kế tiếp, tức là sau khi chúng ta mệnh chung thì chúng ta nhận lấy cái quả đó. Cái quả đó có thể là quả thiện, có thể đó là quả ác, không chừng, bởi vì do cái sự tác tạo của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái việc mà có những cái nghiệp mà nó trổ ra bất cứ thời điểm nào, nó bất cứ một cái thời điểm nào. Cho nên suốt trong tiến trình sinh tử luân hồi của chúng ta từ trước tới nay đó, chúng ta không biết là kiếp nào chúng ta sinh ở đâu và chúng ta làm cái gì. Chúng ta làm cái gì? Do nghiệp gì mà chúng ta tái sanh như vậy? Do nghiệp gì mà chúng ta có mặt như vậy? Chúng ta cũng không có biết được điều đó. Là cái nghiệp này nó đeo đuổi theo bất cứ một thời điểm nào trong cuộc sống. Có thể bây giờ chúng ta tự nhiên ai đó, một khi chúng ta đang gặp lận đận, tự nhiên chúng ta được có cái dịp may nào đó, tự nhiên cuộc sống chúng ta hanh thông lên, thì chúng ta hiểu đó là cái quả thiện của cái nghiệp thiện của đời trước làm mà bây giờ nó trổ ra. Có khi đó là có người là mặc dù trong đời sống hiện tại này mà họ tạo cái nghiệp bất thiện rất nhiều, nhưng mà họ vẫn phay phay, vẫn thoải mái, vẫn không có cái chuyện gì mà xảy ra đối với họ hết. Thì điều này đó là họ đang hưởng cái quả thiện của đời trước, nhân lành của đời trước. Cho nên là bây giờ họ thấy phay phay thôi. Nhưng mà bất cứ một cái thời điểm nào mà tự nhiên chúng ta đang hưởng an lạc về, tự nhiên gặp cái điều bất trắc xảy ra, thì chúng ta hiểu rằng đó, nó trường hợp đó nó có thể là hậu báo nghiệp. Hoặc là đang lận đận về, tự nhiên gặp một cái chuyện gì đó, nó may mắn đến với mình, thí dụ vậy. Thì mình phải nói rằng cái điều đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp, mà điều đó là do cái nghiệp thiện mà nó trổ ra. Ở đây nó sở dĩ nó khác nhau như vậy đó là nói đến cái do cái dòng tâm thức của mình tác tạo thôi. Và trong cái dòng tâm thức của mình đó, thì trong luận tàng, trong Di Diệu Pháp gọi đó là bảy sát na động lực. Bảy sát na động lực gọi là chavana, tức là những cái sát na động tốc, động lực để tạo nên nghiệp. Nghiệp bao gồm cả thiện và bất thiện. Cho nên là ở đây đó là sát na thứ nhất có khả năng trổ quả ngay đời sống hiện tại, gọi là hiện báo nghiệp. Sát na thứ bảy, tức là sát na cuối cùng á, trong bảy sát na đó, thì cái sát na cuối cùng nó có khả năng trổ ra gọi là sanh báo nghiệp, tức là sau khi chúng ta mệnh chung thì chúng ta nhận lấy cái quả đó. Và năm sát na ở khoảng giữa, tức là từ sát na thứ hai cho đến sát na thứ sáu, thì nó có khả năng thứ năm, thì nó có cái sát na, nó có cái khả năng trổ ra bất cứ đời sống nào, mà trong luận gọi đó là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp thì ở đây chúng tôi muốn nói là mình phải thấy cái điều đó. Trong kinh Đức Phật ngài gọi là hãy thấy điều ác, mình thấy là do thân bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, thân bất thiện, ý nghiệp bất thiện, như vậy thì dẫn lấy quả khổ. Cái thứ hai nữa đó là phải thấy được cái điều ác là ác là gì. Chúng ta phải thấy được cái cấu quế ở nội tâm. Cái cấu quế ở đây tức là gì? Do tham, mình nói chung trong căn gốc của phiền não thì gọi là căn tham, căn sân, căn si. Nhưng mà mình nói theo theo giáo lý Dương Khởi thì bao gồm cả vô minh, tham ái và chấp thủ đó. Cái căn gốc cấu quế của phiền não, và do cái cấu quế này đó mà mình không nhận ra. Không nhận ra. Vô minh là gì? Vô minh thì trong kinh Tạng bảo là Đức Phật ngài dạy rằng do bất tri bốn sự thật. Do bất tri tức là không biết về bốn sự thật, tức là không biết khổ, không biết tập, không bất diệt, không biết đạo, không biết bốn sự thật đó. Cho nên chúng ta cứ trôi lăn trong sanh diệt tử luân hồi hoài. Vô minh là vậy. Và theo Di Diệu Tạng thì ngoài cái việc mà bất tri về bốn sự thật đó, thì gà là bất tri quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai, tức là cũng chỉ cho năm quẩn này, mình không bất tri,
mình không có tri, không biết rõ những điều đó. Ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu nói đến 10, 12 xứ, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ tức là chỉ cho nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, tân xứ và ý xứ. 6 ngoại xứ là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ, pháp xứ. Thì 6 đó là 6 ngoại xứ. Thì cái hoạt động của 6 nội xứ và 6 ngoại xứ do căn và cảnh tiếp xúc với nhau cho nên ái sinh khởi. Cho ái sinh khởi. Do xúc cho nên dẫn đến thọ. Mà do có thọ cho nên là dẫn đến ái. Do căn cảnh tiếp xúc với nhau cho nên có cảm thọ. Bao thọ khổ, thọ lạc và thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Thì ba cái thọ này nó sẽ dẫn đến ái. Dẫn đến ái. Chúng ta phải hiểu rằng ái đây là khi mà mắt mình nhìn thấy cảnh sắc mình ưa thích. Đó. Hoặc là mình nghe âm thanh mình ưa thích. Mình nghe, mình ngửi được một cái mùi thơm gì đó mình ưa thích. Hoặc là mình nếm được một cái cảnh vị gì đó do lưỡi nếm thì chúng ta ưa thích. Hoặc là sự xúc chạm đối với cơ thể với nhau mà chúng ta ưa thích. Hoặc là do ý chúng ta suy nghĩ ở trong sáu cái, ở trong cái cảnh pháp đó mà chúng ta ái nhiễm, thích thú, đắm nhiễm trong đó, chúng ta ưa thích, thì đó nó sinh ra cái ái. Mà đối với một cái người tu á, thì Đức Phật Ngài bảo là ác thấy ác, điều ác hãy thấy đó là ác. Là mình thấy ở đây á, sở dĩ là mình thấy nói ác ở đây đó là do cái tập nhiễm của phiền não. Do cái tập nhiễm của phiền não. Vì vậy cho nên là vô minh á, tức là cái điều mà chúng ta không thấy sự thật, cả về mắt, tai, mũi, lưỡi. Chúng ta thường nói rằng á, là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Chúng ta gắn cái tôi của tôi, cái tự ngã của chúng ta vào trong đó. Cho nên là chúng ta sinh ra cái gọi là chấp thủ. Chấp thủ. Mà Ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy. Chỉ có sự nghe chứ không có người nghe. Chỉ có sự ngửi chứ không có người ngửi. Chỉ có sự nếm không có người nếm. Chỉ có sự xúc chạm chứ không có người xúc chạm. Và chỉ có sự suy nghĩ chứ không có người suy nghĩ. Thì ở đây muốn nói sở dĩ như vậy đó là nói là không có người là không có cái tự ngã, cái tôi trong đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ái nhiễm thì sinh thủ, thấy không? Vô minh là cái mà mình không nhận biết đúng sự thật. Còn ái tức là mình đắm nhiễm do sáu cái trần cảnh đó nói riêng, và nói chung là tất cả bao gồm cả dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Và do mình đắm nhiễm như vậy cho nên là sinh ra cái gọi là thủ. Cái gọi là thủ liên quan đến dục thủ. Liên quan đến dục thủ. Liên quan đến ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ là ngã và ngã sở. Ngã là cái tôi, ngã sở là cái của tôi. Cho nên là mình mới thấy rằng tôi thấy tôi thích như vậy, tôi nghe tôi thích như vậy, hoặc là tôi ngửi tôi thích như vậy, tôi nếm tôi thích như vậy, tôi suy tư cho nên tôi thích như vậy. Cho nên là ái nó sinh ra cái thủ là như vậy. Thì ở đây đó mình phải biết là những cái pháp tập nhiễm của phiền não, tức là vô minh, ái và chấp thủ, là những cái pháp cấu uế của phiền não, hay gọi chung căn gốc của phiền não đó, đó là tham. Mình phải thấy nó, phải thấy rõ như vậy. Mà thấy ở đây đó là không phải thấy bằng mắt của bình thường của mình, mà thấy bằng trí. Thấy bằng trí. Cho nên là trong luận tạng thì các ngài họ bảo là bằng tưởng tri, bằng thức tri, bằng liễu, bằng tuệ tri. Thì chúng ta hãy thấy bằng tuệ tri đó. Hãy thấy bằng tuệ tri. Bằng tưởng tri là những gì chúng ta kinh nghiệm, do chúng ta đã thấy, đã biết, chúng ta kinh nghiệm lại. Thì cái đó là tưởng tri. Thức tri là cái gì do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mà cái đó được gọi là thức tri. Nhưng mà cái tuệ tri đó, tức là chúng ta biết với cái sự giao thoa giữa căn và cảnh để thành ái, tác tạo thành ái, đó là tuệ tri. Bởi vì ở đây chúng ta thấy xúc á, xúc là duyên cho thọ, xúc là sự giao thoa giữa căn và cảnh thôi. Mắt thì thấy cảnh sắc, tai thì nghe cảnh thinh,
mũi thì ngửi cảnh khí, lưỡi thì nếm cảnh vị, thân thì xúc chạm, ý thì suy nghĩ cảnh pháp. Cho nên là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, nó tạo cho mình sự thỏa thích. Và do sự thỏa thích cho nên là có sự ái nhiễm. Mà cái người tu á, là phải biết rõ đây là ác. Đây là ác. Bởi vì sao? Nó là căn rễ, gốc rễ để tạo nên đời sống luân hồi và tạo nên cái sự tập nhiễm làm cho chúng ta luân hồi sanh tử hoạch. Là như vậy. Cho nên trong trong Udana có một cái câu Phật ngôn Đức Phật ngày dạy là dục lạc gì ở đời, kể cả thiện và ác bằng phần 16 lạc do ái đoạn diệt. Chúng ta phải hiểu hiểu là do phiền não cho nên tạo nên đời sống luân hồi, chứ không phải là ai phạt ta hay thưởng cho chúng ta luân hồi đâu. Luân hồi cũng chẳng có ích gì. Và trong kinh Đức Phật ngài nói rằng bất cứ một sự hiện hữu nào do có phiền não đó cho nên là khiến cho chúng ta có hành động, tức là hành và hữu, và do có hành hữu cho nên là chúng ta có cái quả của luân hồi là xúc thọ rồi sinh lão tử sầu bi khổ u não, đó là quả của luân hồi. Quả của luân hồi. Vì vậy cho nên là với một cái người tu thì mình phải thấy rằng đây là tập nhiễm của khổ, tập nhiễm của phiền não. Mà tập nhiễm của phiền não được xem như là một cái pháp bất thiện hoặc ác, bởi vì nó tạo nên cái đời sống luân hồi. Luân hồi. Và còn luân hồi thì còn khổ. Trong kinh nói rằng thí dụ như chúng ta thằng là mình tái sanh ở cõi dục, cõi người của chúng ta là cõi dục, cho nên cái chuyện mà mắt thấy cảnh sắc đẹp, tai nghe âm thanh hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm hương vị ngon ngọt, hoặc là sân xúc chạm im ấm, hoặc là ý suy nghĩ thích thú đó, thì đối với người cõi dục, chúng sanh ở cõi dục thì luôn luôn thỏa thích ở trong đó, và do thỏa thích cho nên chúng ta có mặt. Rồi số chúng sanh mà vượt lên trên cõi sắc, trong kinh chúng ta nghe cái phần chánh văn á, chánh kinh á, vượt lên trên sắc tưởng, chúng ta lưu ý chỗ này, vượt lên tức là chỉ cho một vị phạm thiên, xin lỗi, vị cho một vị phạm thiên sắc giới á, vượt lên trên dục tưởng. Dục tưởng tức là không liên quan đến sắc thân khí vị xúc nữa, mà bây giờ là vượt lên trên khỏi cái dục tưởng, cho nên là vị đó không đắm nhiễm trong dục, nhưng mà ngược lại là còn đắm nhiễm ở trong sắc, đắm nhiễm trong sắc. Tức là đối với một vị phạm thiên không phải là ăn uống thỏa thích như chúng ta, không phải là do mắt thấy thì thích, không phải là do tai nghe là thích, không phải mũi ngửi mũi thơm là thích, không phải lưỡi nếm cảnh ngon, vị ngon là thích, mà không phải xúc chạm nam nữ là thích, không phải, không phải những vậy. Nhưng mà vị phạm thiên vượt, vị phạm thiên sắc giới vượt ra khỏi dục tưởng, cho nên là dính ở trong giác sắc tưởng. Mà sắc tưởng tức là sự sự đắm nhiễm, sự thỏa thích hay là sự hỷ lạc ở trong các cái thiền chứng của chính mình. Các thiền chứng mình, các cái thiền chứng là tức là cái tầm tứ hỷ lạc định đó, các cái chi tầm tứ hỷ lạc định. Và một vị phạm thiên á là thỏa thích hỷ lạc ở trong các cái thiền chứng của mình, cho nên là vẫn bị dính ở trong cái sắc tưởng, ở trong cái sắc tưởng. Và vị phạm thiên ở cõi vô sắc là vượt trên sắc tưởng để trú vào vô tưởng, vô sắc, vượt lên trên. Thì nói chung á là ba cõi dục sắc và vô sắc đều bị ái chi phối. Vì vậy cho nên là trong cái gọi đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, tức là mình nói đến cái sự ái nhiễm hay là cái cõi, cái cảnh giới mà chúng sanh dính mắc ở trong đó, dính mắc ở trong đó. Thì ở đây đó muốn nói là Đức Phật ngày dạy là hãy thấy điều ác là ác, điều ác là ác. Thì cái ý nghĩa ác là vậy. Bây giờ cái ý nghĩa thứ hai nữa đó là Đức Phật ngày dạy rằng hãy nhàm chán, hãy từ bỏ, hãy thoát ly.
Điều này rất là quan trọng. Nó giống như là mình, Đức Phật này nêu rằng mình hãy thấy khổ, hãy thấy khổ là khổ. Chứ còn mình thấy khổ mà mình cho là lạc thì không được. Thấy không? Thì bây giờ là mình phải hãy nhàm chán, hãy từ bỏ và hãy thoát ly. Hãy thoát ly. Thì ở đây đó, muốn nói đến cái con đường tu tập của mình hay là cái sự nhàm chán. Nhàm chán là gì? Nhàm chán ở đây tức là mình thấy sợ hãi, thấy cấu uế của phiền não, thấy sợ hãi của luân hồi. Bởi vì do tham, do sân, do si cho nên là chúng ta cứ luân hồi hoài. Bởi vì do ái cho nên là chúng ta luân hồi hoài. Bởi vì do dung chúng ta luân hồi hoài. Cho nên là mình phải biết nhàm chán. Trước nhất là mình nhàm chán sao? Mình phải thấy rằng sở dĩ mà chúng ta luân hồi là do cái phiền não, do nghiệp. Do nghiệp, do phiền não. Phiền não ở đây như chúng tôi đã nói khi nãy đó là do vô minh, do tham ái và do chấp thủ mà ra thôi. Vì vậy cho nên ở đây đó là hãy mà thấy rằng là phiền não ở đây thì mình phải thấy biết rõ cái tập nhiễm của phiền não là như vậy. Nó khổ vậy. Cho nên là mình phải thấy nhàm chán chính đó. Nhàm chán là sao? Mình thấy luân hồi là khổ đó. Mình phải thấy vậy. Sở dĩ luân hồi là gì? Là do cái tập nhiễm của phiền não. Do cái hành động mà chúng ta tạo. Nếu mà ai mà không có sợ luân hồi thì cái người đó ở không bao giờ biết nhàm chán. Vẫn cũng không có tìm cách để thoát ly. Không có tìm cách để thoát ly đâu. Và thỏ thật rằng trong kinh thì Đức Phật này dạy rằng ai vui thích với sắc thì người ấy vui thích với khổ. Ai vui thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Tương tự như vậy, tức là sở dĩ mà chúng ta thấy rằng là đời sống chúng ta luân hồi sanh tử bởi sự tái diễn của năm quận. Tái diễn của năm quận. Năm quận là mình nói chung, nhưng mà có những cảnh giới nó chỉ có nhất quận. Thí dụ cõi vô tưởng thì chỉ có sắc quận. Và có những cõi đó là chỉ có tướng danh quận, tức là cõi vô sắc. Không có sắc quận, mà có bốn thành phần danh quận. Nhưng mà phần hầu như còn lại, các cõi còn lại đó, là đều là năm quận. Cho nên là phần lớn là nói đến năm quận. Năm quận. Cho nên là trong kinh nói rằng ai ưa thích với sắc, với thọ, với tưởng, với hành, với thức thì người đó vui thích với khổ. Và ai vui thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Thì trước nhất là chúng ta phải biết sợ cái luân hồi. Mà luân hồi nó không phải đương nhiên mà có, tự nhiên mà có, mà là do cái nghiệp và do phiền não chúng ta tạo ra. Cho nên là mà chúng ta đắm nhiễm với những cái tập nhiễm của phiền não đó, chúng ta không tìm cách để thoát ly hay là từ bỏ nữa đó, thì rõ ràng là chúng ta cứ tiếp diễn sanh tử luân hồi. Tiếp diễn sanh tử luân hồi. Và tiếp diễn như vậy đó thì quý vị thấy rằng từ đời này sang tới đời khác chúng ta cứ tác tạo ra cái nhân để luân hồi mà. Thì chúng ta cứ có mặt tiếp diễn, có mặt cảnh giới này, cảnh giới nọ. Nếu mà ai trong chúng ta mà có chứng được cái gọi là túc mạng minh thì chắc có lẽ là chúng ta cũng nhớ được cái kiếp của mình là gì. Nhớ được cái kiếp trước của mình là gì. Nhưng mà dù chúng ta có biết chúng ta kiếp trước chúng ta là gì thì chúng ta cũng đang sanh tử luân hồi. Đang sanh tử luân hồi. Cho nên cái sinh tử luân hồi đó là một cái nhân khổ mà bắt nguồn từ ở cái phiền não mà ra. Do phiền não cho nên khiến chúng ta hành động. Ví dụ như bây giờ nè, chúng tôi nói cả cái hành động thiện, nhưng mà trong đó quý vị chứa chấp cái ái trong đó thì nó cũng có, nó cũng cũng vẫn tạo cho chúng ta nhân luân hồi. Ví dụ quý vị đặt bát cúng dường thấy không cho chư tăng, hay là quý vị mua một nhành bông để cúng dường cho Đức Phật, ví dụ vậy, mà chúng ta cứ nghĩ rằng do rằng cho tôi, nếu cho tôi cúng được cái bình bông này đó
đến với Đức Phật mong cho đời sau tôi là cái người đẹp để mọi người đeo đuổi đến tôi, hoặc tôi tái sanh lên cõi trời tôi là một vị thiên nam hoặc là một thiên nữ, tôi có một cái sắc đẹp như là thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng vậy đó, tôi được một cái vị, tôi là một vị thiên để các vị thiên nữ đeo đuổi, hay là các vị thiên nam đeo đuổi, hay là thiên nữ đeo đuổi, vân vân. Thì cái hành động của quý vị là hành động thiện, do quý vị cúng dường cái bình bông đó đến Phật, hay quý vị đã cúng dường vật thực này đến với chư tăng, thì do cái ý nghĩ của quý vị, tác cố ý của quý vị mà nó có ngấm ngầm chứa trong cái ái trong đó, cái ái trong đó, cho nên nó dắt dẫn cho quý vị tiếp tục tái sanh nữa, tái sanh nữa, sẽ tái sanh lại cõi trời gì đó, mình được thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng, hoặc sanh lại cõi trời là nhân sắc, nhân hương, nhân danh xưng, nhân thọ mạng, vân vân. Nếu chúng ta có được những điều đó thì là cái phước, nhưng mà rõ ràng là hành động thiện đó là chứa chấp cái ái. Còn trong khi một người mà làm cái cũng làm động thiện như vậy, cũng là đặt bát cúng dường, cũng là giữ giới, cũng là mua bình hoa để cúng dường Đức Phật, nhưng mà quý vị tác ý rằng là do cái nhân lành này để trang nghiêm cái nội tâm của mình, làm cho cái nội cái tâm của mình sạch, giảm bớt những cái cấu quế phiền não và cấu quế phiền não, để cho mình sớm chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái hành động thiện nó không chứa cái ái, không chứa cái ái, cho nên biết đâu đó là cái sự bào mòn do cái nguyện của mình, do cái tác ý của mình, và do cái nội lực nội tâm của mình có cái ý chí muốn như vậy, và cái đó nó sẽ trở thành cái điều kiện, nó trở thành cái hành trang giúp cho mình được chấm dứt sanh tử luân hồi, tức là bào mòn cái phiền não để sớm chấm dứt sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên là ở trong cái khổ á, sở dĩ Đức Phật ngài nói rằng ở đây đó là dù là chúng ta tái sanh ở cảnh giới nào thì có cái khổ như cõi người của chúng ta đó, thì cái khổ mà nó thô thiện chúng ta dễ gặp, như là sanh già bệnh chết, như là nạn tai, như là khổ của đói, khổ của sự xúc chạm của cảnh, của hoàn cảnh, vân vân, khổ của nạn tai, khổ của việc này việc nọ, chúng ta thường gặp là như vậy. Rồi cái mà chúng ta dễ thấy nhất đó là sanh già bệnh chết. Nhưng mà các cái chúng sanh mà ở cõi phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới ấy, thì người ta không có sanh già bệnh chết như chúng ta, nhưng mà người ta cũng có cái khổ, cũng có cái khổ mà Đức Phật ngài gọi là cái khổ mà trong ba cái hình thái của khổ là khổ khổ dukkha, tức là cái khổ mà cái khổ này nó chồng chất lên với cái khổ kia, tức là chúng ta bị sanh ra, chúng ta già, chúng ta chết, hoặc là chúng ta đói ăn, khát mặc, khát uống, rồi chúng ta lạnh cơ hàn của cơ thể, thiếu quần áo, vân vân, rồi chúng ta phải mưu sinh cho cuộc sống, rồi nạn tai, nhiều thứ, cái khổ mà chúng ta có cảm nhận, thì cái khổ đó là chúng ta đang chịu trong cái khổ khổ, cái mà chúng ta dễ cảm nhận. Nhưng mà các vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới thì các vị đó không cái hoàn toàn là chịu cái khổ như chúng ta không. Mặc dù chúng ta cũng nói là các vị đó cũng đang sanh già bệnh chết đó, nhưng mà cái sanh già bệnh chết của các vị ấy nó chậm lắm, nó không phải như là chúng ta, bởi vì chúng ta là thai sanh, cho nên là chúng ta được mẹ sinh chúng ta ra là từ một hài nhi nho nhỏ đỏ ối, rồi đến khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời chúng ta qua cái giai đoạn là sanh lão bệnh tử. Còn các vị đó là do quá sanh, cho nên các vị đó không có ai sanh ra, và tự động do cái phước biến hóa ra, và vị đó cũng chịu biến diệt. Cái khổ một các vị phạm thiên sắc giới hay là các vị chư thiên dục giới đó, thì các vị không có do cha mẹ sanh ra, hay là phạm thiên vô sắc giới đó cũng không do cha mẹ sanh ra, nhưng mà các vị đó cũng phải trong cái gọi là hoại khổ và hành khổ, tức là sankhara dukkhata và viparina dukkhata, ba cái khổ đó. Hành khổ tức là cái sự sinh diệt
cái sự hoạt động của nội tâm, của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thực quẩn, cái điều kiện để sinh ra, cái điều kiện để có mặt, điều kiện của cái mặt, vận hành của nội tâm và cái biến diệt của nội tâm, tức là ngoại khổ. Cái gì được sinh ra, ví dụ như bây giờ nè, chúng ta đang vui, đồng một lúc đó là chúng ta bị một cái việc gì đó thì chúng ta mất đi cái vui, thì cái cảm thọ mà chúng ta vui và buồn đó, đó nó thay đổi, thì cái đó là gọi là hoại khổ. Cái có mà bị mất đi các những trạng thái vậy, rồi chúng ta khổ, rồi chúng ta lại gặp vui trong các cảm thọ của mình, thì cái đó đều được gọi là hoại khổ hết. Cho nên là những chúng sinh kia đó, những chúng sinh phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, hoặc là chư thiên ở các cõi trời dục giới đó, và các vị đó có cái cảm nhận chịu khổ của hành khổ và hoại khổ. Còn chúng ta thì có đủ hành khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, có đủ. Trong kinh gọi là đúc khắc là khổ khổ. Thứ hai là hành khổ là sankhara dukkhata, tức là cái sự sinh diệt của năm quẩn và cái sự biến mất của cái sự cảm thọ, các cảm thọ hay là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, nó thay đổi từ trạng thái này sang tới trạng thái đó, đó là cái hoại khổ. Nên là trong kinh Pháp Cú cũng có một cái câu Đức Phật ngài dạy rằng: lan bao kiếp sống tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này cổ thai phải tắt. Thì người mà xây dựng nhà này tức là xây dựng nên cái thân năm của chúng ta, là bao gồm ta nói theo dân học tức là thể và tinh thần, đặc biệt là nói trong Phật giáo tức là sắc quẩn và bốn thành phần danh mặt thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy thì cái người mà xây dựng nhà này tới cho vô minh thay và chấp thủ, đặc biệt là ái và vô minh. Ái và vô minh, vì vì cái ái và vô minh này, thì cho nên chúng ta sinh tử luân hồi này, cứ kiếp này chúng ta tái sanh cảnh này, cảnh như vậy đó, thì khi mà xây dựng nên nhà này khổ thai phải sanh, tức là do ái và vô minh. Cho nên cái ngôi nhà này được xây dựng hoài, cái thân này được dí ngôi nhà, không được dí như ngôi nhà, nó được dựng bằng xương bằng thịt thôi, bằng xương bằng thịt thôi. Dối gian chất chứa chán, nào già nào bệnh náo nương chốn này, trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy vậy. Cho nên là cái thân của chúng ta được xây dựng bởi được căn nhà này, mà cái gì xây dựng? Do ái tạo ra. Cho nên là Đức Phật ngày nói là như vậy. Thì cái tái sanh mà chúng ta hiểu ở đây đó là bao gồm cả cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, cõi vô sắc. Và dù là như thế nào đi nữa thì cũng khổ hết. Đức Phật ngày nói rằng Như Lai không tán thán bất cứ một tái sanh nhỏ nhoi nào, dù là một nhỏ nhoi ít thôi. Ý ngài muốn nói là cõi sắc và cõi vô sắc nó tinh hơn chúng ta rất nhiều. Cõi đó chúng sanh là tinh tế hơn, chứng đắc thiền đó, tinh tế hơn, tuổi thọ hơn, tinh tế hơn rất là nhiều, tuổi thọ rất là dài. Nhưng mà dù là nhỏ nhoi như vậy nhưng cũng không tán thán. Và ngài ví dụ giống như là Phật phân á, mà nó dính ở trong cái đầu mai của chúng ta, dù là một chút nó cũng hôi nữa, một chút nó cũng hôi như vậy. Hả, có sanh tử luân hồi là có khổ đau. Thì ở đây trong nội dung của bài kinh này, ở trong phần kệ ngôn này, thì Đức Phật ngài nói là với Như Lai là từ mẫn mọi chúng sanh hãy thấy thuyết giảng tuần tự pháp, tuần tự theo pháp, theo pháp hai pháp được trình bày. Một là hãy trình nhìn rõ ác pháp ác là pháp ác, dội tại ở đây từ bỏ không tham đắm, từ đây không tham đắm, hãy làm cho tịnh mọi khổ đau phiền não. Ý nghĩa này là tôi nghe